kìa. Ngủ đi con. Chốt đơn chưa? Chưa nha, bữa nay like nữa rồi mới chốt nha. Còn đơn nào chị nào em chốt đã hôm hôm qua hôm kia gì là đi rồi nha mấy chị. Đơn này đơn hồi tối với lại bây giờ là like xong mới chốt. Ai biết? Chưa về nữa hả? Rồi chia sẻ giùm em hai trang cá nhân 5 nhóm chợ nha mấy chị ơi. Xã Đồng Giáp cho mấy chị 19.000 ha. Chào chị vợ, chào chị vợ Thảo Bon nè, chào chị Ý Như Võ nè, Xuyến Pika nè, Đăng Tuyền nè, chào chị Quân Lê nè, chị Thảo My nè. Gì con? Rồi chia sẻ bài tiếp tục xã kho đồng giá 19.000 nha mấy chị. Chia sẻ giùm em hai trang cá nhân 5 nhóm chợ nha. Hello mọi người, chia sẻ bài nha, chị mình em lên mẫu xả kho tiếp nha mấy chị ơi. Thùy Như hả? Tôi không nhớ nữa mà Thùy Như ơi, không nhớ luôn. Rồi chia sẻ lên mấy chị ơi, vừa bị lên đồ đồng giá 19.000 cho chị nào chia sẻ đúng hai lần trang cá nhân 5 nhóm chợ nha. Còn một ít xả cho hết luôn. Ok mọi người nha. Đồng giá 19.000 nha mấy chị ơi. Ba về kìa. Ra hốt nó đi. Rồi mã bi vàng kèm size vô giùm em mã bi vàng. Đi nữa rồi hả? Tức một hồi về biết tay với mẹ. Con vô ngủ đi, uống xong vô ngủ đi. Chút cũng về mẹ xử nó cho. Rồi ai lấy chốt bộ bi vàng kèm size vô giùm em. Đồ ba hôm qua cái gì? Đồ đầu bà ba hôm qua đăng bao nhiêu một bộ? À bà ba mờ em đăng em còn vài bộ xả 35 nghe. Em đúng bánh nè nè. Ờ. Đâu rồi bà ba đâu rồi ta? Rồi đi ngủ đi con. Bà ba em còn nha mấy bộ này chị nào lấy em tính 35.000 thôi. Ba còn sót gà bộ nè. Còn chắc không tới 10 bộ nữa. Ai lấy tính 35.000 nha. Rồi hôm nay là chị chốt cho chị nào có chia sẻ bài nha mọi người. Ồ bà ba. Bà ba vải đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị. Bao chắc bao xịn luôn. Hàng 40-45.000 gì quên rồi. 45.000 á. Cái này người ta bán lẻ 45.000 bộ á. Em bán cho mấy chị 35.000 còn sót vài bộ. Không chọn màu, màu ngẫu nhiên nha. Ai chịu thì lấy ha. Hàng xịn sale luôn cho mấy chị 35.000 có hai túi hai bên nè. À. Có hai túi hai bên nè. À. Đó. Cái nút là nút bấm nha mấy chị, nút bấm nha. Nè nút bấm nha mấy chị. Nút bấm. Rồi ai lấy chút bà ba kèm size vô không lựa màu nha, còn một ít là xả luôn 35.000. Còn vài bộ thôi. Chốt cho 35.000. Cái vải là giống y vải gấm vậy đó. Đẹp vậy đó. Nó còn một ít. Sao bữa nay chia sẻ không được ta? Sao vậy? Rồi chuẩn bị lên mẫu nha mấy chị ơi, đồng giá 19.000.
đi ra sao đấy con? Bà có chia sẻ nhưng mà bà để chế độ bạn bè nè, sửa lại, bấm ngay cái chỗ ba chấm, sửa lại để cho chỉnh sửa quyền riêng tư á, để chọn chế độ công khai. Rồi bà ba lên xay mấy chị ơi. Bà ba 15kg màu hồng cảnh tiên, không lựa màu, màu ngẫu nhiên nha chị ơi, màu ngẫu nhiên giùm em nha. Ai ai chịu lấy màu ngẫu nhiên thì comment nha mấy chị ơi. Bây giờ không còn xay để lựa đâu, không còn màu đủ, màu đủ xay để lựa đâu. À, gì quên này, ai quên này, cảnh tiên, cảnh tiên 15kg. Đấy này đi, cho cảnh tiên bộ nè, 35.000 xả nốt luôn cho hết. Hương cherry 20kg. Hương cherry. Ờ, bà ba nhiều màu đẹp lắm. Giải em bao với chị luôn, mấy chị nhận hàng cứ biết, hàng 35.000 ai bán mẫu này. Cái hàng bà ba bình thường em bán là đã 40.000 rồi, là giải bình thường thôi đó, là đã giá 40 rồi. Này 20kg. Rồi cho chị Hương Cherry nè. Hương Cherry nè, Hương Cherry em bút số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn nha. Em bút số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn giùm em nha. Hai bộ bà ba 8kg cho Trương Thị Kiều. Trương Thị Kiều ơi, còn có một bộ à. Thế đỡ một bộ thôi. Thế đỡ một bộ thôi nha Trương Thị Kiều. Còn hai bộ nhưng mà hai bộ cùng màu nhau rồi. Lấy đỡ một bộ nha Trương Thị Kiều. Ship như nào ạ? Ship đồng giá 30.000 nha chị ơi. Mấy chị mua bao nhiêu ship cũng 30.000 giùm em ha. Đơn ít cũng 30, đơn nhiều cũng 30. Rồi chia sẻ bài nha mấy chị ơi. Anh Kim chia sẻ bài giùm em nè. Anh Kim một bộ nè, chia sẻ bài giùm em. Còn màu nào nữa không ạ? Còn mà nó hơi bự rồi. Cỡ 16kg được không? 16kg được không cảnh tiên ơi? 16kg lấy thêm bộ màu xanh nhạt nữa. Gì con? Thôi thôi đi ngủ đi, mệt quá trời. Còn một bộ màu xanh nhạt nữa chịu không? Nè, đẹp lắm. Trời ơi, bà ba này mấy chị yên tâm, ai bán bà ba này 35.000 em bao luôn. Chỉ có nhà bên em mới bán thôi mấy chị ơi, giá tận xưởng nha. Giá tặng sượng mai luôn. Rồi cái này, à cái này cho chị, chị gì quên rồi, mới comment hai màu. À cho Trương Thị Kiều thêm bộ nữa nè. Trương Thị Kiều thêm bộ này nữa ha. Bộ màu da nè, quá đẹp luôn. Rồi Trương Thị Kiều được hai bộ nha. Rồi còn ba bộ bà ba cuối cùng. À hai lấy bộ đỏ đi. Trương Thị Kiều lấy bộ đỏ nha. Cái quần của ta đâu? Vô tình mắc cái quần. Ai là người lấy cái quần? Ai lấy bộ màu đỏ cho Trương Thị Kiều nha. Đi kiếm cái quần.
Trương Thị Kiều được 2 bộ nha. Xả 35.000 luôn. Mấy chị chia sẻ giùm em 2 lần trang cái nhân ba. Đi tránh chỗ khác đi. Kêu lên giọng ngủ mà nãy giờ ha. Rồi. Mấy chị chia sẻ giùm em 2 trang cá nhân 5 hội nhóm. Hôm nay em xả kho cho mấy chị đồng giá 19.000 đồng bộ mặt nhà cho bé nha. Chị nào có chia sẻ mới chốt nha. Rồi còn mấy bộ bà ba cuối cùng. Còn mấy bộ bà ba cuối cùng mấy chị ai lấy comment nha. Em còn vài bộ cuối cùng. Còn 3 bộ à. Còn 3 bộ cuối cùng nha. Còn 3 bộ bà ba, ai lấy chốt bà ba kèm size dư nha. Rồi lên mẫu 19.000. Rồi lên mẫu 19.000 mã bi vàng kèm size vô giùm em. Bi vàng kèm size vô giùm em 19.000 một bộ. Ai lấy chốt giùm em mã bi vàng. Bi vàng 19.000 mấy chị ơi, 19.000 bi vàng. Chị nào lấy lên mã bi vàng kèm size vô giùm em chia sẻ 2 trang cái nhân 5 hội nhóm mới chốt nha. Rồi bi vàng có chị nào lấy không? Bộ bi vàng 19.000. Mã bi vàng kèm size vô giùm em. Nằm xuống ngủ cho mẹ coi. Chị sửa lại để chế độ bạn mà công khai nó mới hiện lên nha ý như Võ ơi. Sửa lại để chế độ công khai. Rồi 15 ký cho chị Cảnh Tiên. 19.000. Rồi ai lấy bây giờ nữa lên xay mấy chị ơi, đồng giá 19.000 hôm nay. Mấy chị nhớ chia sẻ bài giùm em nha. Ai đang xem like cho em xin một cái tim với một cái like nha. Thả tim thảo hoa, bắn tim bắn hoa giùm em một cái nha mấy chị ơi. Đó. Rồi. Chuẩn bị lên mẫu khác nha. Ai lấy bi vàng nữa không? Còn chị nào lấy bi vàng nữa không? Bi vàng kèm xay vô cái cổ nè. Đó, bi vàng 19.000. Ai lấy bi vàng lên xay giùm em. Bi vàng 19.000. Xả toàn bộ bộ hè mặt nhà luôn. Xả hết hôm nay cho hết luôn. Qua em ngưng đồ bộ qua Tết mới bán nữa nha. Hôm nay là like đồ bộ bữa cuối cùng. Bi vàng có xây chị Triệt Minh ơi. Chia sẻ rồi mới chốt nha mấy chị. Ai chia sẻ 2 lần trang cá nhân 5 nhóm chợ mới chốt nha. Rồi, ai lấy chốt giùm em mã dây. Mã dây kèm size vô mấy chị ơi, mã dây kèm size vô. Mã dây kèm size giùm em 19.000. Mã dây. Mã dây 19.000. Triệt Minh lấy bi vàng 18 kg với lại 12 kg đúng không? Trời ơi, em kêu chị vô trang của chị chỉnh lại chị ý như Võ ơi. Chị có chia sẻ được nhưng mà chị sửa chế độ riêng tư rồi. Đây em chỉ cho nè. Đang ở trang của chị đúng không? Đang trang chị đúng không? Chị bấm ngay cái chỗ 3 chấm nè. Chị chỉnh sửa, chị bấm ngay chỗ mà chỉnh sửa quyền riêng tư á là nó mới hiện lên. Rồi dây 19.000 kèm size vô với chị. Trời ơi tức.
này có size 20kg nè. Bi vàng hồi nãy em có size lớn nè. Có 20kg luôn mấy chị ơi. 20 đến 22kg luôn á. 20 22kg mặc vừa luôn nha. Bộ bi vàng hồi nãy nè. Rồi ai chia sẻ mới chốt nha mấy chị ơi. Dây 11kg cho Phương Nhi. Phương Nhi dây 11kg. Hết 11kg rồi. Còn 10kg thôi. Dây em còn 10kg đổ lại. Dây còn 9-10kg hoặc là mười mấy ký mới vừa. 16kg cũng vừa, 13kg cho vào sơn nè. Ok, vào sơn nè. Vào sơn 13kg nè. Vào sơn, có đơn inbox số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn em nha. Chia sẻ bài đồng giá 19.000. 10kg cho Thảo My. Ok Thảo My. Rồi dây còn 3 bộ nè mấy chị. Chia sẻ hai trang cá nhân 5 hội nhóm đồng giá 19.000. Đồng giá 19.000, rất là đẹp luôn. Mọi người lưu ý chia sẻ bài em mới chốt nha. Rồi dây còn 3 bộ, một bộ 8kg. 2 bộ 8kg. Một bộ 13kg. Không có đồ bé trai nha chị ơi. Anh cho nó ngủ cái đi rồi anh làm gì làm anh ơi. Bộ bi vàng. Bộ bi vàng với bộ dây. Chia sẻ bài Nguyễn Trang ơi, chia sẻ bài giùm em. Chia sẻ bài và comment cho em xin một chấm để em coi nè. Nguyễn Trang nè, chia sẻ bài Nguyễn Trang nè. Rồi Nguyễn Trang chia sẻ bài và comment cho em xin một chấm nha. Rồi ai lấy nữa, ai lấy dây nữa, còn hai bộ. Dây em còn hai bộ nè. Dây em còn một bộ 13kg và một bộ 89kg nha mấy chị ơi. Bộ dây bình thường bán 2935 ngàn, hôm nay sale 19 ngàn. Rồi dây ai lấy chốt dây. Đồ kiểu tối 7 giờ vô chị, 7 giờ rưỡi. Ok, tối 7 rưỡi vô giùm em ha. Rồi cái này. Quá đẹp luôn. Mã trái cây kèm size vô mấy chị. Nhiều màu lắm nha. Trái cây 19.000. Ừ, tối 7 rưỡi em sale đồ kiểu luôn. Mấy chị nhớ vô nha, tối 7 giờ rưỡi. Rồi trái cây mấy chị ơi. Trái cây. Trái cây còn xe nhỏ thôi nha. Trái cây còn xe nhỏ thôi à. 8 đến 10 kg à. Còn 8 đến 10 kg thôi. 19 đồng giá luôn. Đẹp lắm. Bên có nơ, hai bên nè. Có nơ nè. Áo nè. Áo xòe đây nè. Rồi trái cây 19.000, còn size nhỏ nha. Ai lấy chút trái cây kèm size vô giùm em. 8 đến 10 kg thôi, có mèo nữa nè. Đó. Đẹp chưa? Có mèo nữa nha, trái cây rồi mèo nữa. Hai nhiều hình lắm, ai lấy lên size giùm em đi. 19.000 mấy chị ơi. Chia sẻ bài em nha. Hai trang cá nhân 5 nhóm chợ giùm em.
cây, ai lấy chốt trái cây? Ủa, ủa Thăng Thương mua đồ, mua gì Thăng Thương? Thăng Thương mua gì là Thăng Thương? Chị mua gì ạ Thăng Thương ơi, em quên mất tiêu rồi. Em có chốt đơn chưa? Chị nào có nhắn tin chốt đơn là mới có đơn nha. Còn ai mà không có nhắn tin chốt đơn là không có đơn. Thi Nguyễn 9kg hồng. Thi Nguyễn nè 19 ngàn nè. Đàm Cách Tăng. Ủa rồi inbox lại cho em đi để em coi lại cái đơn chị nha. Vô inbox hình với lại mẫu. Vô inbox mẫu lại giùm em. Inbox mẫu lại giùm em đi. Em cũng không nhớ luôn á. Em không có nhớ là gửi hàng chị chưa. À cái gì? Còn bộ bà ba nè, chị Cảnh Tiên lấy không? Chia sẻ bài mới chốt mấy chị ơi, ai không có hiện lên người chia sẻ em không chốt đâu. Nguyễn Trang chia sẻ bài không là em hủy đơn luôn. Nguyễn Trang chưa chia sẻ bài luôn. Cảnh Tiên ơi, còn một bộ này chị lấy không Cảnh Tiên? Còn bộ bà ba nè. Rồi bộ này nha mấy chị ơi, sale luôn đó. Quần ống rộng có hai túi hai bên nè, 8kg mặt dừa 19 ngàn. Bà ba còn mấy bộ nè Trực Minh. Bà ba còn 16-17kg nè. 16-17kg nè. Này 10 này 10-12kg. 10-12kg. Còn hai bộ. Rồi xanh nè, ai lấy chốt mã xanh thì em 19 nha. Quần có hai túi nè. Áo như thế này. Ai lấy chốt mã xanh 8-9kg vừa. Comment giùm em mã xanh. Bà ba hết 18kg rồi. Bà ba cho Triệt Minh hai bộ luôn nè. Ok Triệt Minh nè. Bà ba 35 ngàn lận nha. Hàng 45 ngàn em sale 35 ngàn luôn. Chứ phải 19 ngàn nha. Vợ Thảo Bon nè, ống rộng nè. Vợ Thảo Bon nè. Chị nào không hiện lên người chia sẻ không chốt đâu nha mấy chị. Bà ba hết. Chị Nguyễn Trang không có chia sẻ em không chốt nữa đâu nha. Bà ba 12kg hết rồi. Bà ba còn cái xe nhỏ nè. Ai lấy bà ba xe nhỏ không còn cái nè. Rồi còn cái bà ba xe nhỏ 8-9kg mặt dừa nè. Đó ai lấy chốt bà ba em em. Còn một cái bà ba xe nhỏ nha. Với lại cái bà ba này Cảnh Tiên không lấy à, em like luôn nha. Cảnh Tiên rồi. Cảnh Tiên ơi. Rồi còn cái bà ba. Ủa đẹp quá. Còn cái tầm 14-15kg. Tầm 14-15kg ai lấy chốt đỏ.
đỏ. Ống rộng có bộ rồi chị ơi. Ống rộng có bộ, có người lấy rồi. Rồi 8-9 kg nè. 3D 19 nè. 8-9 kg. Lấy bà ba đỡ cho Triệt Minh nè. Rồi bà ba này đi Tết là sướng luôn. Bán sale lỗ luôn 35 ngàn. Rồi. À, 13 kg nè. 3D còn một bộ 13 kg. Một bộ 89 kg. Anh Kim chia sẻ bài mới chốt chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài mới chốt mấy chị ơi. Bà ba đỏ hết rồi, Triệt Minh lấy rồi mấy chị ơi. Triệt Minh lấy rồi. Rồi tiếp tục. Sale tiếp. 89 kg còn mình giùm em mã lửng. Bộ lửng 89 kg mặc dừa. Bộ lửng 89 kg mặc dừa. Ai đang xem cho em nút like và thả tim nha mấy chị. Cho em xin một cái like và thả tim nha. À ba Thùy Như 13 kg. Thùy Như. Ồ đồng giá 19.000 tranh thủ mà hốt mà mặc mấy chị ơi. Em xả kho đó. Lỗ vốn luôn, còn một cái 89 kg nè. Còn một cái 89 kg. Xả lỗ vốn không á. Ai lấy nhanh tay hốt đi mặc. Rồi 10 kg thổ cẩm. Đẹp chưa? Thổ cẩm 10 kg. Ai lấy chốt thổ cẩm. Bộ lửng cho thầy vợ Thảo Bon nè. Vợ Thảo Bon. Mấy chị chia sẻ hai lần trang cá nhân năm hội nhóm em mới chốt nha. Theo dõi like cho chị Thuy Bích rồi. Lấy gì lấy đi một tí tôi chỉ cho sao. Tôi chỉ cho bà sao. Thổ cẩm cho Liễu Nguyễn nè. Liễu Nguyễn nè 19 ngàn. Rồi mã ren kèm xay. Ren có xay nha. Ai lấy chốt ren kèm xay giùm em. Đồng giá 19 ngàn. Đó hiện lên rồi đó. Hiện lên rồi đó như ý bỏ. Rồi đây 19 ngàn mấy chị ơi. Đẹp lắm. Chia sẻ bài là có đơn, chia sẻ bài là có đơn. Chia sẻ hai trang cá nhân năm nhóm chợ là hiện lên người chia sẻ mới chốt nha. Rồi, ai lấy comment giùm em. Mã ren kèm size vô. Ren kèm size luôn. Ren ren. Mã ren mấy chị ơi, đầu bộ còn một ít nữa hết. Thổ cẩm hết rồi Phương Nhi ơi, lấy mẫu khác. Thổ cẩm có một bộ chị kia lấy luôn rồi. Rồi tiếp tục mã ren. Cái set này 35 ngàn, em xả 25 ngàn. Xả 25 ngàn, ai lấy comment giùm em mã set xanh đi. Set xanh 25 ngàn, size khoảng 12-13 kg. Xả luôn 25 ngàn. 25 ngàn mã set xanh. Ren 11 kg cho chị trắng hoa hồng. Trắng hoa hồng. Rồi ai lấy ren nữa không? Bộ ren hơi bị đẹp luôn. Ren nè. Cái tay phối ren như thế này.
Rang 19.000. 19.000 chắc co giãn. Anh Kim nè, 8kg rang nè. Anh Kim nè. Anh Kim nè. Xuyến BK 10-11kg. Xuyến BK. Trắng hoa hồng xét xanh. Xanh trắng hoa hồng lấy là vào sơn. Rồi, ren em còn mấy bộ nè mấy chị. Ren em còn mấy bộ, đồng giá 19.000 khi chia sẻ bài. Chia sẻ hai trang cái trang 5 nhóm chợ và comment. Đó, cái quần nè, cái áo nè. 19.000 hết luôn, xả kho là nghỉ ngưng đồ bộ qua Tết mới bán nha. Xả kho là ngưng đồ bộ. Tối nay xả đồ kiểu nha. Tối nay xả đồ kiểu nha mấy chị. Ồ, bộ 3D đẹp nè. Mới nhận được đồ phía bữa lấy thêm bộ sáng nát nữa. Rồi đây nha, còn bộ 3D 89kg nè, có chị nào lấy không? 3D dạy đẹp lắm. 3D còn bộ. Ok Uyên Trang nha. Ren 20kg không vừa. Ren xe nhỏ mấy chị ơi. Với lại em còn bộ bà ba nè. Còn bộ bà ba xe 35 nè. Rồi sao không đi ngủ đi. Còn một bộ bà ba 89kg nha mấy chị. Còn bộ bà ba 89kg xả 35 nè. Cái vải nè. Cái vải rất là đẹp luôn nha. Rồi bà ba này em xả 25.000 89kg luôn. Bà ba màu vàng này em xả 25.000. Ôi lộn, xả 29.000 chứ. Xả 29.000. Cái này xét nha, cái này xét. Này xét chứ không phải đồ bộ nha, xả 25.000. 25.000 xe khoảng 90kg mặc vừa. Ai lấy chốt xếp vàng. Xếp vàng 89kg chứ. Xếp vàng 89kg thôi. Xếp vàng 89kg nha. 25.000. Bộ 3D khoảng 9kg ý như vỏ. Được không? Bà ba vàng cho anh Kim nè. 29.000. 29. Rồi thổ cẩm 19.000 xây 10kg. Thổ cẩm 10kg 19.000. Thổ cẩm 10kg 19.000. Rồi mẫu này em xả 25.000. Mẫu yếm này em xả 25.000. Ai lấy chút mà yếm giùm em không, không lựa màu. Không lựa màu. Còn mấy bộ xả luôn 25.000. Còn mấy bộ yếm nè. Ai lấy chút mà yếm giùm em 25.000. Cái này là đồ kiểu không mấy chị. Đó. Xếp vàng. Xếp vàng. Xếp vàng là mẫu nào? Mẫu nào? Rồi đây ai lấy chút em. Bộ đi o xả 29.000. Đi o xả 29.000. Đi o size 13kg nha. Đi o 13kg 29.000. Thổ cẩm cho chị Xuyến Mika.
đi cha. Ai có đường inbox số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn giùm em nha mấy chị. Rồi, mã yếm thổ cẩm mấy chị ơi, yếm. Comment mã yếm giùm em, thổ cẩm 10 kg hết. Rồi ai lấy chút mã yếm, xả 25.000 thôi mấy chị. 25.000 một bộ. Mã yếm 25.000. Ai lấy chút mã yếm kèm size vô giùm em. 25.000. Yếm xả 25.000. Rồi cái này còn một bộ. Cái này tầm 10 11 kg nè, ai lấy chút giùm em mã dây. Dây 10 11 kg còn một bộ nha, 19.000. 19.000 còn bên mã dây. Dây còn một bộ. Cái này em sale cho 25.000. Đó. Quần lửng như thế này, áo dây. Còn bên giùm em mã lửng. Lửng xanh 13 kg. Lửng xanh 12 13 kg. Dây dây em đọc size 10 11 kg mà. Đi o cho Ngọc Huyền. Mấy chị nghe nghe số ký em đọc nha mấy chị ơi. Để mất công mà bé mình mặc không vừa nha. Dây cho chị ở lộn đi o cho chị Ngọc Huyền. À, 29.000. Rồi cái này sale 25.000 mã lửng giùm em. Mã lửng giùm em 12 13 kg màu xanh. 12 13 kg màu xanh. 16 17 kg màu cam. 15 16 kg cho 15 16 kg màu cam rồi rồi 17 kg. Dây cho chị ý như vỏ nè. Dây cho ý như vỏ. Rồi mã lửng nha, còn 2 bộ nè. Lửng em còn 2 bộ. Rồi mã yếm không ai lấy à, yếm yếm không ai lấy à. Rồi cái này 40.000. Còn một bộ xả 29.000, size khoảng 10 kg, ai lấy chốt mã dịch giùm em, dịch 29.000. Size tầm 10 kg mặc vừa. Lửng cho Ngọc Huyền một bộ nè. Ngọc Huyền nè. Ngọc Huyền lấy khoảng 12 13 kg đúng không? À, 25. Rồi 10 kg mã chua mã dịch, ai lấy chút mã dịch 29.000. Bộ này em sale 25.000. Ai lấy chút mã lụa 25.000. Lụa 20kg luôn. Lụa 20kg nha, xả 25.000. Rồi mã dịch cho Kim Thảo nè. Kim Thảo mã dịch 29. Ủa nhiều mẫu lắm, mấy chị theo dõi like đi. Em xả giá rẻ từ 19 đến 25.000 đổ lại à. Rồi 89kg còn bên mã vàng. Mã vàng 89kg. Lụa cho chị Liễu Nguyễn nè. À, lụa 25.000. Rồi bộ vàng 89kg nè, ai lấy chốt bộ vàng dây nè. Bộ vàng dây xe nhỏ 89kg mặt vừa. Bộ vàng dây 19.000. Rồi cái này 19.000 luôn nè. Còn bên giùm em mã Dior. Dior kèm size giùm em 19.000. Dior kèm size vô mấy chị ơi. Đó Dior nha, ai lấy chốt Dior giùm em. Ai đang xem live chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Rồi Dior lên size có size nè, mấy bà tha hồ lên size còn mấy bộ nè. Dior. Dior mấy chị ơi, lụa hết, lụa hết.
Rồi vàng cho chị Lê Henry Phạm. Lê Henry Phạm chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài giùm em và lên site chị ơi. Em chốt cho chị bộ vàng nhưng mà chị chia sẻ bài giùm em. Rồi thì do đi cho chị anh Kim 8 ký cho chị anh Kim 19.000. À đi 13 ký cho chị Giàu Sơn. Giàu Sơn 19.000. 16 ký cho chị Uyên Trân. Uyên Trăng 19.000. Đi 11 ký cho Trắng Hoa Hồng. Trắng Hoa Hồng 19.000. Đi 8 với 12 ký. Còn 12 ký hết 8 ký. À còn. Rồi ok, 8 với 12 ký cho Lê Andrew Phạm. Chia sẻ giùm em 2 trang cá nhân, 5 hội nhóm nha chị ơi. Còn không là em không có chốt nha. Tại vì em công bằng cho mấy chị kia. Nãy giờ em không có chốt mấy chị kia đó. Chị chia sẻ bài không là em không có chốt nha. Ai người ta cũng phải chia sẻ hết mới được giá 19 ngày nha chị ơi. Lê Henry Phạm nè. Hai bộ 19 ngàn một bộ. Rồi đi ơi em hết nha mấy chị. Đi ơi em hết. Chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi, chia sẻ bài nhiệt tình giùm em. Rồi lên mẫu khác. Rồi thổ cẩm em còn nè. Dây vàng có người lấy rồi, vợ Thảo Bon ơi. Rồi. Đó. Không lựa màu nha mấy chị. Đã em xả rồi cho nên mình em chỉ coi size em lấy thôi, mấy chị không lựa màu giùm em ha. Rồi, cái này nha, thổ cẩm rớt vai nè. Thổ cẩm rớt vai à, áo cổ yếm nè. Áo cổ yếm rớt vai nè. Rồi, 19.000 luôn, em xả lỗ vốn á, bộ này 35 lận. Bộ này 35 em bán 19 luôn. Mấy chị chỉ cần chia sẻ bài giùm em. 19.000 á chị Andy Phạm ơi, cái nào mà em không đồng giá là đồng giá 19.000 hết nha mấy chị. Còn cái nào 25.000 em sẽ báo. Còn cái nào em không nói giá thì cứ 19.000 giùm em. Rồi thổ cẩm lên size mấy bà ơi, nhanh tay để hết. Thổ cẩm còn mấy bộ thôi nè. Mấy chị nhớ chia sẻ bài giùm em nha. 16 ký cho Uyên Trân. Uyên Trân 16 ký. Chia sẻ để chế độ công khai nó mới hiện lên người chia sẻ nha mấy chị. Mấy chị để em chỉ cho. Em chỉ tại sao mà chia sẻ không hiện lên ha. Mấy chị vô trang mấy chị đúng không? Đây, đây là nick mấy chị đi. Mấy chị kéo lên. Mấy chị nhìn thấy mình có chia sẻ nhưng mà không có hiện lên. Thì mình bấm ngay cái nút 3 chấm. Bấm ngay nút 3 chấm bên góc đây. Cái đó hiện lên là chỉnh sửa quyền riêng tư. Đó, mình chọn vô cái chữ chỉnh sửa quyền riêng tư. Cái mình chọn chế độ công khai. Ở cái này có chữ công khai nè. Mình bấm vô cái công khai rồi là xong là nó sẽ hiện lên người chia sẻ nha mấy chị. Rất là dễ luôn. Rồi cho Uyên Trân bộ thổ cẩm nè. Rồi ai lấy thổ cẩm lên đi em lựa cho. Em lựa size cho. Rồi Uyên Trân bộ nè. Uyên Trân 19.000. Uyên Trân. Rồi ai lấy thổ cẩm comment say mấy chị ơi. Đẹp lắm, đẹp nhất nói luôn. 19.000 luôn nha. Thổ cẩm lên say mấy chị ơi. NT Ngọc Diễm nè. Rồi ok, Ngọc Diễm 10.000 ký nè. Rồi còn ai lấy thổ cẩm không mấy chị ơi? Còn ai lấy thổ cẩm nữa không? 19.000 đồng giá khi chia sẻ bài.
ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em. Thổ cẩm còn nè. Thổ cẩm 19.000. Rồi thổ cẩm còn ai lấy không? Nè, xả mấy mẫu này cho mấy bà xây lớn luôn nè. Em xả mấy bộ này cho mấy chị nào xây lớn, em xả giá 25.000 luôn. 25.000 xây to, hàng xịn nha. Cái này chắc vải bao xịn luôn. Xây to, xây khoảng nhỏ nhất là khoảng 17 kg trở lên giùm em. 17 kg trở lên. Rồi ai lấy em chốt cho 25.000 thôi. 25.000 mấy chị. Giả bao xịn luôn. Ai lấy chốt cho em mã lớn đi. Lớn kèm size vô mấy chị. Lớn xả 25.000 nha. 17 kg trở lên giùm em. Mã lớn 25.000. 17 kg trở lên mặt giường. Bộ lớn ai lấy chốt bộ lớn giùm em. Lớn xả 25.000. Lớn nó có nhiều màu lắm. Mười chín ký cho Tuyết Minh nè. Không có đồ bé trai nha mấy chị. Bé trai còn sót mấy bộ già tay nè. Có ai mua giúp em không? À, em ở Tây Ninh nha chị Phúc Lê. Phan Thị Tuyết Minh nè. Phan Thị Tuyết Minh bộ nè. 30 kg không có, trắng hoa hồng ơi, 25 kg đổ lại. Hai bộ 19 cho Tuyết Minh nè. Ok, Phan Thị Tuyết Minh 25. Đồ ngố không? Theo dõi like đi chị. 17 kg cho chị Ngọc Huyền. Đồ bé trai còn có mấy bộ về tay à. Rồi Ngọc Huyền nè. Đừng lấy màu hồng. Không chọn màu giùm em nha. Phan Thị Tuyết Minh nè. Rồi, em lên mẫu 3D này 19.000. 3D 19.000 kèm size vô giùm em. 3D này quần lửng nha mấy chị, size nhỏ. Size nhỏ. Ba D bây giờ em còn 8 đến 10 kg thôi mấy chị ơi. 8 đến 10 kg. 8 đến 10 kg. Ai lấy chút 3D. 3D 8 đến 10 kg mấy chị ơi. Kiều Giang vỡ comment gì ạ?
bộ hồng nhiêu ký à? Bộ hồng khoảng 20 ký. Rồi ai lấy 3D comment nha. 8-10 ký nha mấy chị ơi. 19 ngàn. 19 ngàn nó bị trôi comment nên em không thấy nha. Ba d tám ký với 12 ký thôi. Enly Phạm ơi, Enly Phạm Kiều Giang Võ nè. Enly Phạm lấy 3D 8-10 ký à? Ủa 8-10 à? Ờ 12 ký không có, có 8 ký thôi. 12 ký em hết rồi. À, Lê Henry Phạm 19 ngàn. À, 3D cho chị à, Ý Như Võ 10 ký. Ý Như Võ à, 3D còn nè, ai lấy không? 3D 19 ngàn mấy chị ơi. Đồ bé trai 16 ký, em lấy chị Linh đi. Đồ bé trai em còn mấy bộ xe nhỏ, à, xe mấy bộ dài tay thôi, chị nào lấy em xe cho nè. Cho Diễm nè. NT Ngọc Diễm. Ba D cho Xuyến BK. Rồi ba D hết rồi, còn có một bộ 8-9 ký. Còn 8-9 ký. Rồi đây ai lấy chút đồ dài tay bé trai. Em sale cho giá 29 ngàn một bộ, bộ nỉ luôn nha. Và y như là cái áo khoác có nón luôn nè. Kèm cái quần luôn. Bộ nỉ bé trai em còn mấy bộ em xả lỗ. 29 ngàn. Bộ nỉ bé trai giờ em còn 12-13 ký. Mười hai mười ba ký, 11 ký, 15-16 ký. Nói chung ngoài ai lấy lên xay nha. Đồ bé trai còn mấy bộ nỉ á, 8-9 ký cũng có luôn nha. 8-9 ký cũng có luôn. Rồi tiếp tục Thảo Cẩm 19 ngàn. 13-14 ký một bộ với lại một bộ 10-11 ký nha. 10-11 và 13-14 ký, còn hai bộ nè, ai lấy chốt Thổ Cẩm giùm em 19 ngàn. Ai lấy comment giùm em Thổ Cẩm 10 hoặc Thổ Cẩm 13 nha. Rồi đầu ton nè mấy chị. Đầu ton đây. Size khoảng 20 ký mặc vừa, ai lấy chút mã ton giùm em. Ton xả 25 ngàn. 18-20 ký mặc dừa 25 ngàn mã ton. Mười sáu ký bộ này dừa nè.
Bộ này dừa nè, xanh đen nè, lấy ok nha Ngọc Huyền. Ngọc Huyền đúng rồi. Lấy ok nha. Trai 9kg có luôn nha chị ơi. Em chỉ còn đồ dài tay thôi nha. Với lại mấy bộ này nè. Tại vì em hết hàng bé trai rồi á mấy chị, nên em sale. Nên em sale lỗ luôn. Nè, trai này hàng shop. Hàng shop nha mấy chị, nhưng mà em xả luôn cho mấy chị giá 35.000. Cái này là em bán lộ vốn. Đó, bán bằng giá chợ luôn. Em còn có vài bộ thôi. À, chị Kiều Giang Võ tên nè. Kiều Giang Võ 25.000. Nè, đồ bé trai này chị nào lấy em bán cho giá 35.000 bằng giá chợ luôn. Nhưng mà cái này hàng shop nha. Hàng shop. Hàng shop. Chị nào lấy comment. Còn size nhỏ nha mấy chị, chứ không phải size lớn nữa nha. Size nhỏ nhất 8kg nè. Đẹp lắm mấy bà ơi. Đẹp lắm luôn. Từ 8 đến 10kg thôi. 8 đến 10kg mấy chị ơi. Chị nào bé trai 8 đến 10kg em chia lại cho 35.000. Nhưng mà lỗ. Em lỗ 10.000 vốn em là 45.000 bộ. Anh ơi, bắt đầu. À, bộ trai dài cho Bảo Trâm. Trai dài cho Bảo Trâm bộ này. À, Bảo Trâm 29. Trai dài Bảo Trâm, bé trai 10kg tay ngắn cho Trắng Hoa Hồng. Trắng Hoa Hồng. Cái này. Này shop người ta bán 135.000 bộ nè mấy chị. 135.000, em bán cái lẻ thôi, 35.000 thôi. Ủa đẹp lắm. Đẹp lắm nha, còn có mấy bộ à. Tại em nghĩ bán đồ trai rồi. Trắng Hoa Hồng 35. Kim Thảo lấy gì? Lấy tay ngắn mà bao nhiêu ký? Không có 16 ký. Không có đồ trai 20 ký mấy chị. Em còn có sót mấy bộ này thôi. Tại vì em xả đồ trai em nghỉ bán bữa giờ rồi. Em xả bán hết rồi. Giờ em còn sót có mấy bộ hàng shop thôi. Em còn sót mấy bộ này xả 35.000. Đẹp lắm. Đẹp
Rồi còn da bộ ai lấy không? Đó, ai lấy còn bên nhà 8 đến 10 kg thôi. Em còn ở nhiêu đây bé trai à? Với lại đồ da tay với mấy bộ này nữa là hết rồi. Còn mấy bộ này với mấy bộ da tay nữa là hết thôi mấy chị. Là hết bé trai á. Là hết bé trai á. Còn bé gái thì bao la. Bé gái thì bán quanh năm suốt tháng, khỏi lo hết hàng. Bé tay thì còn sót mấy bộ dài tay. Sót mấy bộ dài tay. Mời dạy nỉ nha, ấm lắm luôn. Bộ vàng trai cho Bảo Trâm. Rồi lên gái nha. Ý như vỏ hai bộ hai màu. Ok, ý như vỏ nè. Rồi còn 4 bộ nè, bà nào lấy không? 35 ngàn nha, chưa bao giờ mua hàng shop mà được giá 35 nha mấy bà. Còn sót 4 bộ. Cái này em xả 25 ngàn, ai lấy chốt mã set cam. Set cam size của nó là tầm khoảng 10-11kg á. Tầm 10 vào ký set cam nha, ai lấy chốt set cam. Bộ 3D hồi nãy có xả rồi không, là sao chị ơi? Tay tay dài 12kg cho Ngọc Diễm nè. 12kg. Ok Ngọc Diễm nè. Bộ hàng này nỉ bông á mấy chị, nỉ lót bông ở trong á, mặc bao ấm luôn. Em xả lộ vốn. NT Ngọc Diễm nè. 29. Rồi và tay trai còn mấy bộ á, ai lấy comment nha. Cam cho chị Lê Andy Phạm. Bộ cam 25 ngàn. Rồi mã bi 19 ngàn. Bi vàng 19 ngàn, size của nó tầm khoảng 8-9kg. 8kg mã bi vàng. Bi xanh 8kg. Và bi xanh 10kg. Bi xanh 10 và hai bộ 8-9kg. Một bộ 10kg màu xanh. 19 ngàn. Rồi đầu to 19 ngàn. Đầu to 19 ngàn. Đầu to 13kg. To luôn. Màu xanh và màu cam có hai màu.
Bi xanh 8kg, bi vàng 8kg cho anh Kim nè. Anh Kim, bi xanh 8kg cho chị Lê Ri Phạm. Không có nha chị Quy Huỳnh ơi. Bi 10kg chứ không có 11kg trắng hoa hồng ơi. Rồi 12, 13kg ai lấy chút tôn nè. Bộ tôn, bộ tôn màu xanh và màu cam hai màu, size 12, 13kg. À bi còn màu hồng nữa chứ. Bi còn mấy bộ hồng nữa nè. Bi còn 89kg với 10kg hồng luôn. 89kg và 10kg màu hồng. Bi 10kg được không, trắng hoa hồng ơi. Rồi tôn kèm size vô mấy bà ơi. Tôn 12-13kg nha vợ Thảo Bon ơi, được không? Tôn lấy màu nào còn bên màu giùm em. Bi mấy chị ơi, bi 19.000. Của em mấy bộ rồi, trời ơi chị ơi, xong like em mới chốt được nha. Đang like sao biết của chị mấy bộ. Tối em mới chốt nha mấy chị ơi. Chị nào có đơn inbox số điện thoại địa chỉ giùm em, tối em gửi bill nha. Em gửi bill qua tin nhắn nha, chị nào có inbox em mới gửi bill nha. 12kg ai lấy chút mà đỏ. Đỏ 12kg. Đỏ 12kg. 19.000. Đỏ 12kg. Tôn cho vợ Thảo Bon nè. Rồi đỏ 12kg. Rồi cái này ai lấy chốt giùm em mã mèo 10kg. Mã mèo 10kg mặt dừa. Bà comment gì vậy? Bà comment gì vậy? Ý như vỏ. Rồi mã caro. Caro 8kg. Caro 8kg. Mèo cho Xuyến Bika. Đỏ cho Triệt Minh. Tôn 12kg mấy chị ơi, 12-13kg. Rồi caro, ai lấy chốt caro. Ai lấy chốt caro. Caro 89kg mặt dừa. Màu xanh, tại sao hồi nãy không ghi màu xanh mà đã ghi rồi mới nói màu xanh chị ơi. Mấy chị ơi, thiệt em khổ lắm luôn á. Em ghi rồi, em dục vô đóng rồi, không có lựa ra được đâu. Rồi đây mã heo. Mã heo 89kg. Heo 89kg, ai lấy chút heo. Heo 89kg. Heo 89kg. Caro đen. Caro đen size 10kg. Hai bộ tôn cho ý như vỏ nè.
Rồi caro đen 10 kg. Caro đen 10 kg. Caro xanh 89 kg. Heo 89 kg. Thổ cẩm này em xả 25.000. Thổ cẩm này xả 25.000, ai lấy chút thổ cẩm kèm sai vô. Thổ cẩm kèm sai vô giùm em, 25.000. Thổ cẩm quần ống rộng. Ai lấy comment thổ cẩm. Caro vải gì hả? Em cũng không rành vải nữa, không biết vải gì luôn. Có chỉ biết vải lụa thôi nè, này vải lụa nè. Rồi ai lấy chốt thổ cẩm kèm sai vô mấy chị ơi. Hơi bị đẹp luôn. Thổ cẩm nha, xả 25.000. Thổ cẩm 8 kg không có. Thổ cẩm 20 kg không có luôn. Không có, em không thấy để màu xanh. Em mới hỏi chị là màu gì không thấy chị trả lời nên em lấy đại luôn. Cẩm 12 kg. Cẩm 12 kg. Ok Henry Phạm. Vào sơn. Vào sơn. Rồi, thổ cẩm còn 3 bộ. Thổ cẩm còn 3 bộ, có 18 kg nữa nè. Thổ cẩm có 18 kg nè mấy chị. Bé nào 18 kg có size luôn nè. 20 kg thì không có, 18 kg đổ lại thì được. Thổ cẩm xả 25.000. Thổ cẩm xả 25.000. Còn 3 bộ nè, ai lấy không? Rồi mẫu này. Mẫu này ai lấy chốt giùm em mã 1. Mã 1 màu xanh 10 đến 12 kg. Mã 1 màu xanh 10 đến 12 kg. Màu cam 8 kg. Màu cam 8 kg. Màu cam 8 kg. Xanh bơ 8 kg. 19.000. Xanh bơ 8 kg. Màu cam 8 kg. Màu xanh ngọc 10 đến 12 kg. Cam cho chị Anh Kim. Bộ này có 1 bộ thôi nha. 11-12 kg ai lấy chốt giùm em mã ngọc. Mã ngọc. Cái này bị dính chấm mực rồi. Dính cái viết rồi. Em sale luôn 15.000. Ai lấy chốt mã set ngọc. Set ngọc 15.000. Quần ống rộng nè. Size khoảng 10 đến 12 kg. Xanh bơ cho chị Anh Kim. Thổ cẩm 18 kg cho chị Triệt Minh. Ngọc cho Lê Henry Phạm.
nhập còn mấy bộ ra. Ủa là ông mã gì mã một còn mấy bộ kìa mấy chị, ai lấy comment nha. Rồi này, ai lấy chốt mã dây, mã dây kèm size vô giùm em. Mã dây quá đẹp luôn, có 19.000 thôi. Mã dây thổ cẩm bây giờ em còn một bộ 18 kg. Và một bộ 13 kg, 13 đến 15 kg á. Dây mấy chị ơi, ai dây lấy lên size không lựa màu. Hết 16 kg rồi Yên Trang ơi. Hết 16 kg. Ủa anh Kim nãy comment thổ cẩm 8 kg à, đâu có 8 kg đâu lấy. Nãy em nhớ trả lời không có 8 kg mà ta. Kệ bù bủ. Buồn ngủ quá. Thổ cẩm cho nam nam da nè. Nam nam da 25. Rồi set này 8 kg, 89 kg mặc vừa. Ai lấy chốt mã hoa đỏ xả 25.000. Hoa đỏ xả 25.000. Dây 2 bộ 11 kg cho ý như vỏ nè. Nam nam da nè. Rồi dây còn 3 bộ nè mấy chị. Dây em còn 3 bộ cuối cùng. Ai lấy chốt mã dây giùm em 19.000. Rồi. 10 trời trời. 13 14 kg. Ai lấy chốt hồng đậm 19.000. Hồng đậm 19.000. 13 14 kg. Cái này đầm nha 40.000, ai lấy chốt mã đầm giùm em 12 13 kg mặt dừa. Này giá tầm 12 kg thôi. Đầm quá đẹp luôn, tay rút vai nè. Đầm quá trời đẹp luôn, 40.000 mấy chị. Cỡ 12 13 kg á. Ai lấy chút mã đầm? À, nỉ cho bé gái à. Em còn 2 bộ. Nỉ gái cũng còn 2 3 bộ, giống cái mẫu trai nãy á. Mà nó hình em xa. Đầm cho chị giàu sơn nè. 40. Có cái áo khoác nè mấy chị. Áo khoác dù nha. Áo khoác dù nha mấy chị, 45.000. Ai lấy chốt mã khoác giùm em. Khoác dù. Khoác dù 45.000, size
13 kg. Bác dùng 13 kg nha, 45.000. Có một cái nha. Có một cái phát dù thôi. 13 kg 45.000. Ai lấy chút mã khoát. Em còn mấy bộ nỉ bé gái à, chị nào lấy xả 29.000 luôn. Không có đồ bé trai, chị Bi Nguyễn ơi. Rồi bộ Doraemon nè, size 89 kg mặc vừa nha mấy chị, xả luôn cho mấy chị giá 25.000. Hàng này nó có mai viền nè, có túi nè, có viền cổ đồ luôn nha. Hàng xịn nha mấy chị. Xả luôn 25.000. 89 kg mặc vừa, ai lấy chút mã mon giùm em. Mon. Mon 25.000. Mon 25.000. Xem nỉ gái à, nè, nỉ gái còn mấy bộ. Còn sót mấy bộ à, xả bằng giá trai luôn, nói chung là xả y vậy luôn. Vẫn còn đang bán bé gái nhưng mà sale luôn. Đó, nó y vậy mà khác hình đó. Nỉ bông ở trong nè mấy bà. Nó ấm lắm nha, ở trong là bằng bông á. Mon cho xuyến Pika nè. Rồi ai lấy này chốt. Ai lấy này chốt mã Elsa này khoảng 10 đến 12 kg. 10 đến 12 kg Elsa 29.000. Bộ nỉ mặc ấm lắm nha mấy chị, giải dày nè. Giải rất là dày. Nỉ bông, mã nỉ giúp em. Nỉ nha, xay khoảng 10 đến 12 kg còn bộ. Nè con thỏ này tầm 10 11 kg thôi. Hình con thỏ 10 11 kg. Còn bộ hồi nãy đến 12 kg được luôn. Còn bộ này 11 kg quanh đầu nha. Thỏ, lấy thỏ hay là lấy Elsa ở Ngọc Diễm? À, Doraemon còn mấy bộ nè. Doraemon còn mấy bộ nè mấy chị. Có bộ xanh 10 kg nữa nè. Bộ xanh 10 kg. Bộ màu xám này 10 kg. Còn lại là 89 kg. Còn lại 89 kg. À, thỏ cho Ngọc Diễm nè. Với lại xuyến Pika bộ nè. Này cho xuyến Pika nè. Này cho NT Ngọc Diễm nè. Nỉ bé trai em còn mấy bộ nè, chị nào mua phụ em không? Em xả bé trai cho hết coi. Thư tiểu thư về ta 25 kg còn nha chị. Inbox giùm em xả combo ngẫu nhiên, hình ngẫu nhiên nha. Combo 4 bộ 180.000. Mon 10 kg. Phúc Lê chia sẻ bài mới chốt nha chị ơi. Cái này đồ con gái nha chị ơi. Đồ già tay bé trai 15 kg. Cho Eli Phạm nè. 15 kg lấy bộ màu xanh đen. Anh ơi. Anh bắt đầu. Xám 9 kg. Cái này bé gái nha chị Phúc Lê. Mà chia sẻ bài giùm em nha. Phúc Lê chia sẻ bài bao nhiêu ta? 29.
25 đôi mon 25 đó, em chốt xám cho chị rồi chia sẻ bài nha em nha. Rồi cái này cho chị Andrew Phạm nè, bé trai nè. Chị ơi đổi mon em lấy 10kg cho em được không chị? Đổi mon em lấy 10kg là sao? Là sao chị ơi? Em hai bộ nỉ nha. Hai bộ nỉ gái đúng không? Hai bộ nỉ gái phải không Phúc Lê? Và tay bé trai 11kg cho Ngọc Diễm nè. Ok, Diễm bộ nè. Lúc nãy em lấy 9kg. Ủa, Xuyến Mika, em có chốt cho chị 9kg không? À, hồi nãy lấy 9kg, giờ đổi qua bộ 10kg không? Ok, comment chính xác giùm em nha. Tại cái này ở trên mới xả ra được nè, chứ nó lộn ở dưới rồi không biết đường đâu mà lấy ra. Comment chính xác giùm em. À, bộ nỉ cho bé trai cho Ngọc Diễm nè. NT Ngọc Diễm nè. 29 nè. Rồi hai bộ nỉ cho Phúc Lê. Phúc Lê ơi, còn có một bộ nha. Còn bộ nỉ gái thôi nha. Phúc Lê nè. À, nhiêu ta? 29 nè. Còn có bộ nỉ à, chị Phúc Lê ơi. Với lại bộ này size khoảng 12kg. Được không? Một bộ 10kg, một bộ 12, 13kg được không? 10kg còn có bộ à. Đồ bé gái 25kg có nhưng mà ít. Trời trời, gỡ là mình phải tự mua, mình dán rồi. Rồi rồi, đây 10 còn một bộ Elsa nè, nỉ Elsa nè. Với lại còn bộ bé trai cuối cùng 12kg nữa nè, 12 13kg nè. Với lại bé gái cũng vậy luôn nè.
em không lấy bộ có nón, bộ bộ mon với bộ xám nỉ. Ủa là sao chị, bộ nỉ là nó có nón chứ sao không có nón được? Bộ nỉ là nó có nón nha. Đây, nỉ là người ta có nón chứ kêu là không lấy nón rồi không lẽ em gỡ ra làm sao? Bộ nỉ người ta có nón mà chị ơi, còn bên nỉ mà kêu không có nón sao? Rồi cái này 89kg nè, 19.000 nha, ai lấy comment giùm em. Còn bộ đỏ với bộ hồng, hai bộ 89kg nha, ai lấy comment mạ nút giùm em. Bộ nút, bộ nút cho bé 89kg nè, nút 89kg vừa, còn hai bộ 19.000. Bộ đỏ với bộ hồng, à bộ xanh nữa nè. À, bộ xanh này 10kg vừa không? Vừa, bự mà. Bộ dài tay vừa không? Thử chưa? Thấy bự á, ngọc mặt rộng rinh nè. Rồi nhắc mới nhớ chưa chừa ngọc bộ nào luôn, xém bắn hết rồi, còn mấy bộ. Rồi ai lấy comment giùm em ạ. Xanh, nút xanh, nút xanh, nút đỏ, nút hồng thì 89kg, nút xanh 10kg. Đỏ cho chị Lê Enri Phạm nè. Ok, Enri Phạm nè, 19. Nút còn có bộ nha, anh Kim lấy đỡ bộ nha, còn một bộ thôi. Hai kim nè, lấy hai bộ dài tay đi, con tính 90 thôi. Số lớn nhất rồi đó, mà cái đó mặc treo treo vậy đó chứ nó không có dài như mấy đồ dài tay bình thường đâu. Cái đồ pyjama là nó mặc vậy đó, mặc lửng lửng vậy đó. À, anh kim nè, 19 nè. Nãy có sai của em không? Nãy giờ còn có một bộ 13 kg thôi. Còn bộ 13 kg à. Trời ơi, mấy chị muốn mặc ấm là phải lấy mấy cái nỉ nè. Mấy cái nỉ này là mặc ấm, bao ấm luôn á. Nè, nó dày lắm. Còn có một bộ thôi. Với lại một bộ trai 13 kg luôn nè. Còn bộ trai 13 kg, gái 13 kg. Có đồ dài tay 9kg nha, da nam da, nam da ơi, inbox em gửi mẫu cho lựa luôn. Áo khoác còn có 1 cái. Áo khoác còn 1 cái nè, còn cái khoác dù nè. Khoác dù 45.000. Khoác dù 45.000, size 13kg. Rồi nút xanh 10kg có ai lấy không? 19.000. À, lên này có đủ say nè. Sáng mới về hay là chiều mới đi làm? Rồi đây, ai lấy bộ này comment giùm em mã bướm đi. Quá trời bướm bướm luôn. Đó, cái kiểu nó gì nha, cái giạc ở dưới nè, quần đùi nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy lên size giùm em, từ 8kg trở lên, có size 18-19kg đổ lại. Bớm kèm size vô, mã bớm kèm size vô giùm em. Mã bớm, hàng cô tông TC luôn nha. Thì như một bộ nè, thì như nè. Áo khoác phải không? Chờ em 5 phút nha chị Andy Phạm ơi. Rồi thì như bướm nè. Còn ai lấy bướm không? Bớm 19.000 luôn.
Mấy cái bộ ngố con bán nhiêu quên rồi ta. Tính 60 hết đi. À, 2 bộ 120 với cái kia 90. Đó. Là 21. Đưa tiền cho anh Công giùm con luôn. Anh thối tiền giùm em anh. Đầm công chúa á. Mà không có xe lên. Thì đẹp ha. Xe nhỏ nhỏ mà. Bớm 2 bộ cho chị Liễu nè. Liễu Nguyên Thi 2 bộ. Lấy bộ hồng bộ xanh đi. Liễu Nguyên Thi 20. Ủa lộn, quên 19. À, hồng 10kg Angie Phạm. Bớm 2 bộ 16kg cho Bảo Trâm. Cái đỡ một bộ nha Bảo Trâm ơi, còn có 1 bộ à. Bảo Trâm nè. Còn bộ nha chị Bảo Trâm ơi. Còn một bộ thôi. Đây coi lại bớm mà đây, bớm nè. Bớm. Ai lấy chốt bớm? Cái nào trong váy đen hả? Không vừa, nhỏ xíu. Còn cái nữa. Nhỏ bự đó. À, nhỏ bên kia hả? Chắc vừa. Cái đó 10kg. Rồi rồi chắc 11kg được. Nhiều bộ. Cái đó là 60. Nó áo với chân váy chứ không phải đầm nha. Dạ. Áo chân váy. Rồi bớm ai lấy chốt bớm nha. Chia sẻ bài mới chốt nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài mới chốt nha. Hết tiền lẻ luôn, mới hai vét tiền lẻ sạch sẽ luôn. Dạ. Rồi mã chuột giùm em, ai lấy chốt chuột. Chuột nha, ai lấy comment giùm em mã chuột. Mã chuột giùm em mấy chị ơi, 19.000. Chia sẻ bài mới chốt nha. Đồng giá 19.000 khi chia sẻ bài. Chuột còn 3 bộ, 2 bộ 10kg. 2 bộ 10kg. 1 ờ 3 bộ này 10kg luôn. 3 bộ này xem cỡ 10kg. Mã chuột giùm em mấy chị ơi. Chuột đẹp lắm nha. Chuột còn 3 bộ 10kg nè. Chuột còn 3 bộ 10kg. Ai lấy chốt chuột nha. À, lên ống khoác nè, em còn mấy cái ống khoác nè, để lên ống khoác cho mấy chị xem. Đồng giá 19.000, chia sẻ bài là được chốt 19.000 hết. Chia sẻ 2 trang cá nhân 5 hội nhóm giùm em. Đồng giá 19.000. Rồi áo khoác còn mấy cái à.
khoác còn mấy cái hả mấy chị ơi? Khoác 45 ngày dùm em, còn vài cái cuối cùng. Khoác 45 ngàn. Khoác 45 ngàn. Bớm cho Linh Thị bộ nè. Màu bộ thôi hết rồi. Còn có bộ rồi Linh Thị ơi. Với lại còn 18kg nè được không? Còn một bộ 16kg và một bộ 18kg được không? Đấy 18kg được không? Còn nhiêu xe nhỏ không à? Rồi khoác kèm size vô mấy chị ơi. Khoác. Khoác hơi bị đẹp luôn. 45 ngàn mã khoác. Khoác còn có mấy cái à? Có cái hình con chuột nữa nè. Chuột này em nhớ còn vài cái nữa, không biết để đâu rồi. Chuột này còn vài cái nữa nha. Còn mèo thì còn mấy cái này thôi. Khoác xe nhỏ nhỏ, không có xe lớn. Không có 19kg. Ờ tôi chốt cho bà một bộ rồi nha Linh Thùy. 25kg được không? Chị gì quên rồi. Đó, 25kg được không chị Liễu? Bây giờ đồ này em sale bao nhiêu ta? Giờ không biết sale bao nhiêu luôn á. Thôi sale 30.000 đi. 30.000 một bộ. Tại vì xe lớn mấy chị em lấy giá cao. Xe lớn thiếu bán nữa cho nên là không có sale được á. Bình thường em bán 35 thôi, bớt mấy chị 5.000 là 30 ha. Ai lấy comment em. Ai lấy comment em. 30.000. 25kg. Bộ vàng này size 20-22kg được nè. Lấy vàng ok nha. Vàng 30. Bộ vàng nè. Bộ vàng với bộ xanh này size nhỏ nè. Bộ vàng với bộ xanh size nhỏ nè. À bộ này cũng size nhỏ nè. Màu đỏ. Ba bộ xe nhỏ. Một bộ 25kg. Rồi ai lấy comment màu giùm em mã heo nha. Bộ heo 30.000 nha mấy chị. Heo cho Triệt Minh nè. Comment nha. Còn ba bộ ba màu nè. Cái lớn còn mấy bộ à, không còn nhiều. Rồi ở đây 25kg nè. Còn bên mã xanh lá. Xanh lá 25kg. Ngố 35.000 nha. Ngố 35.000. 25kg mặt dừa. Hai lấy chốt mã ngố hồng. 20 đến 23kg ngố xanh.
ngô, ngô cam 20 kg luôn. Ủa? Ờ 20 đến 23 kg luôn ngô cam. Ở 23 kg, 24 kg ngố hồng luôn. Nói chung là từ 20 đến 25 kg. Cái này thì 35.000 giùm em đi. Nói chung đồ lớn em không có sale, tại đồ lớn em thiếu bán nữa. Về nhiều thiếu bán nữa. Hai bộ ngố 23 kg. Ý như vỏ nè. Rồi lên 3D nè. Rồi bộ 3D kèm xay. 3D kèm xay lên mấy chị ơi. Giờ mới phát hiện trơn cơm luôn. 3D. 3D này à. Bao nhiêu ký ta? Ba D xây lớn 15-16 kg. À, 13-14 kg. Và size từ 13-14 đến 15-16 kg mấy chị ơi. 3D lửng nha, ai lấy chốt 3D lửng giùm em. 35.000 em sale còn 25.000. Em sale còn 25.000. Size 13-14 kg đến 15-16 kg mặt giường. Xả 25.000. Mười ba mười bốn rồi 15-16 kg mặt dừa luôn. 3D 25. Rồi còn ai muốn xem gì nữa không? Lên bộ thun tôi lựa thêm mà. Tại tôi like từ hồi 1 giờ tới giờ luôn á, 2 tiếng rồi. Hả? Chắc 4 giờ chứ gì. Chắc 4 giờ. Thôi để trưa mai. Trưa mai vô lựa thêm đi Linh Thùy. Trưa mai vô. Giờ trễ quá rồi.
hôm nay live tiếp 3D một bộ cho Triệt Minh nè. Tối nay không biết có rảnh để like không. Tối nay nếu rảnh em sẽ sale đồ kiểu. Để tối có rảnh thì em like đồ kiểu. Rồi trưa mai em sale đồ bộ tiếp. Một bộ 3D cho Triệt Minh nè. Đây một bộ cho Yên Trân nè. Rồi 3D 25.000 còn mấy bộ nè. Giờ lười rồi, giờ đuối quá. Mai đi, mai 1 giờ sale còn ít nè, còn một ít nữa mai sale cho hết luôn. À, nếu tối nay em rảnh thì em like đồ kiểu, còn không rảnh thì thôi. Tối nay chắc sợ không rảnh đó mấy chị, tối nay có việc rồi. À có đơn em bút số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn cho em nha mấy chị. D 8kg hả? 3D 8kg bây giờ còn mẫu khác hay gì á? Còn mẫu đó thì không có. Ngày mai mấy chị nhớ bấm thích theo dõi trang nha. Ngày mai trưa mai 1 giờ em like tiếp. Bye bye mọi người nha. Mai 1 giờ vô. Ai muốn lựa đồ kiểu gì thêm thì mình vô trang cá nhân mình lựa hình giùm em ha. Nếu tối rảnh thì em like, còn tối không rảnh thì mai em mới like được. 3D 18kg à. Để coi bộ này. Có tầm 16kg được không? 16kg có thể 17kg bon chen được. Em đang xả bộ này 25.000. 16-17kg được á. Tối rảnh em chốt nha mấy chị, tối chốt nha. Tối nay chốt đơn cho nha. Chị nào muốn giữ đơn mai lựa thêm á thì báo em biết rồi em giữ đơn thêm ngày mai nữa. Còn không thì tối nay em chốt hết cho. Ai có đơn nhớ inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nha.